Điều ước đơn giản của Nam Em trong cái Tết này. Các bạn ơi, còn một tháng nữa là tới năm mới rồi. Hiện tại, Nam Em cũng đã vui vẻ trở lại. Phan rất vui mừng. Nhưng cho dù Nam Em đau buồn hay vui vẻ, thì danh xưng vợ muối Tiền Giang đúng là thích hợp với cô ấy. Trên trang cá nhân của mình, Nam Em viết: Tết năm nay phải cúng như này mới được. Kèm với đó là bức ảnh trái mãng cầu, cái bánh ít, quả thị và hành phi. Nam Em còn ghi chú đây là mâm ngũ quả ngày Tết, cầu ít thị phi. Thật sự cái tính hài hước đã ngấm vào máu của Nam Em rồi. Cô ấy mong sao cầu ít thị phi là được rồi, không cần nhiều gì trong năm mới. Hoa hậu đồng bằng sông Cửu Long Nam Em đúng là vựa muối Tiền Giang, còn fan của cô ấy cũng không kém. Có lẽ sau thị phi lần này, Nam Em có càng nhiều fan hâm mộ hơn. Fan hâm mộ viết: Chuẩn quá em ơi, Nam Em ơi, chị cũng muốn cầu ít thị phi đây nè. Thôi đừng buồn nữa nhé, Tết tới nơi rồi. Cùng nhau đón Tết thôi Nam Em ơi, bỏ ngoài tai mọi chuyện đi. Một bạn dí dỏm viết: Ai bảo bà nổi tiếng có sức hút truyền thông nên người ta cứ bới móc ra để giật tít câu view. Được mấy anh nhà báo quan tâm quá cũng khổ bà nhỉ. Một khán giả viết cho Nam Em: Nam Em ơi, Nam Em phải bỏ ngoài tai mọi chuyện đi. Nhà báo viết chính là Nam Em nổi tiếng nên họ mới viết đó. Chứ như tôi nè, tôi muốn chút thị phi còn không có nữa à. Nam Em thông minh dí dỏm quá, trong mọi hoàn cảnh vẫn lấy niềm vui để cho fan mình vui. Các bạn ơi, Tết sắp đến rồi, bỏ qua tất cả đi. Chúng ta hãy ủng hộ Nam Em trong con đường sự nghiệp sắp tới của cô ấy. Cầu cho năm mới, Nam Em sẽ không còn nhiều thị phi nữa. Nhưng mà thị phi cũng có sao đâu, nổi tiếng thì chắc chắn có thị phi thôi. Chỉ là mong người hâm mộ luôn thấu hiểu Nam Em, cho dù chuyện gì xảy ra cũng luôn bên cạnh cô ấy. Và các bạn đừng quên cuộc hẹn ngày 31 tháng 12 trên nông trại Đà Lạt cùng với Nam Em và Sâm Luân nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Hy vọng quý vị đã có những giây phút thư giãn thật tuyệt vời. Xin chào và xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.